Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với quyền hàng bãi thang máy Bắc Ninh. Như đã hẹn trước với các bác là ngày hôm nay em sẽ lại lên tiếp một cái video. Đó, và bây giờ em sẽ quay cho các bác một cái video tiếp thị đến một cái hàng một ít hàng em săn được trong ngày hôm qua và ngày hôm nay nhé các bác. Đó, trong buổi sáng ngày hôm nay em săn được một ít hàng và ngày hôm qua. Đó, đầu tiên em sẽ giới thiệu luôn này. Hôm nay em về được thêm mấy cái tủ điện này. Đó là cái này. Đó, sau tí nữa em sẽ view cụ thể nhé. Các bác đợi ở cuối phần video em sẽ view cụ thể. Bởi vì em sẽ quay ngược từ đầu kia trở lại. Một con này. Một con này. Đó. Và con tủ nhựa này. Đó. Và một cái con này. Còn sót lại của video ngày hôm qua này. Đó, còn tất cả những cái tủ ngày hôm qua là có 7-8 cái bay hết rồi nhé các bác. Sót lại con này. Một ít nam châm này. Đó. Nam châm tô đùng ngã ngửa và một ít lô này, lô inox mới về nha các bác. Lô này là lô mới về ngày hôm nay. Em về được thêm mấy hai con bơm điện từ nhé. Con này nó gọi là bơm từ nha các bác, chạy điện 100V, hàng xuất xứ từ Nhật nhé. Sau tí nữa em sẽ view cụ thể cho các bác. Con này nó chạy điện 100V nha các bác. Đó, rất là xịn. Một ít nam châm này các bác. Hôm nay em lại giới thiệu đến nam châm cho các bác nhé. Trong đó có cả nam châm không biết xuất xứ từ đâu, có thể là từ Hàn Quốc hoặc là từ Trung Quốc, và một cái loại đến từ Mitsubishi của Nhật Bản. Đó, trong đó có hai loại. Đó, và cái loại này rất là xịn này. Đó, sau tí nữa em đo cụ thể cho các bác nhé. Đó, và một ít này. Hôm qua thì không có con này nhưng con này mới về thêm này. Con này cũng mới về thêm này. Đó. Nguồn tổ ong này các bác. Và một bộ bánh xe này, hàng hôm nay cũng mới về nha các bác, có một bộ duy nhất thôi. Và điều đặc biệt là hôm nay em về được 6 cái con quạt này. Đó. Hai loại kích cỡ khác nhau nhá, nhưng mà cái bát hứng gió thì nó là một. Đó. Các bác hứng gió thì khả năng nó to bằng nhau. Đó. Đây con này to như này này, con này bé hơn nha các bác. Giá tiền thì em để đây này. Đó. Và cái mâm xoay inox này. Nó nguyên bản của nó là từ cái máy tháo từ cái máy khẩu trang nhá, nó cuốn cái cuộn dây để người ta dập thành cái quai đeo đó, các bác đeo hàng ngày đó. Đó. Nó cuốn cái cuộn dây này. Một ít mâm nhôm này, và em vẫn còn nhá. Một ít dây này vẫn còn cũ chửa đi này. Và những cái đồ cũ linh tinh bên em vẫn là còn này, rất là nhiều. Đó. Và xa xa kia là một ít nhôm khung nhưng em không lên nhá. Toàn bộ là nhôm 4x4 loại mỏng. Vậy nói các bác mua thì giá thành nó rất là hợp lý. Đó, bác nào cần thì alo em báo kích thước cho. Và báo giá tiền nhé. Hôm nay em sẽ không view. Bởi vì do cái lời tượng video nó dài á. Có thể em sẽ để dành hôm khác em view. Và cuối cùng là em lên cho các bác. Một ít nhôm này. Hôm nay em về được một ít nhôm. Chủ yếu là nhôm chống trơn nha các bác. Đó. Và một vài cái thanh nhôm nó kích thước. Một vài cái thanh nhôm. Nhôm thanh nha các bác. Rất là đẹp. Và một tấm lưới, một tấm inox còn sót lại này. Đó là những cái gì em sẽ giới thiệu đến cho các bác ngày hôm nay. Và để trước khi đi vào video cụ thể, em xin các bác bỏ ra 3 giây cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé các bác. Đối với bác nào chưa đăng ký kênh, bác nào đăng ký kênh rồi thì cho em xin một like và một chia sẻ kênh nhé các bác. Đó, em có động lực em làm video và đi săn hàng cho các bác. Đó. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác một cái tấm inox này. Cái tấm này còn sót lại từ mỗi hôm này, kích thước là 65 x 49 x 0,18 này, giá 380k. Lỗ này là lỗ 1 cm nhỉ. Đó. Bên dưới này vẫn còn dán ni lông nha các bác, dán ni lông chưa bóc này. Đó, cái tấm này thực ra là nó không phải là còn sót lại, nó là bác nào bác ấy chốt rồi nhưng bác lại không cho địa chỉ thì em chả biết đằng nào mà lần. Đó, và em cũng không nhớ bác nào bác cái chốt nữa, tại vì số điện thoại thì nó cứ trôi vèo vèo ấy các bác, không nhớ là của ai nữa, lần mãi không được để điện lại. Đó, hôm nay bác có xem được video thì có chốt lại thì chốt, mà không có là em bán cho người khác này. Đó, 380k cho tấm này nha các bác. Mặt trước là nó như thế này. Đó, bên mép là có một bên là nó gò lại hình như thế này, và bên dưới này là người ta dán ni lông này, vẫn chưa cả bóc nha các bác. Về các bác mà dùng đến lỗ thoáng thì các bác bóc ra như thế này nha các bác.
Đó, ni lông này là có băng dính. Đó, giá 380k cho tấm này. Tiếp theo giới thiệu đến cho các bác này, cái tấm nhôm em vẫn bán, à cái thanh nhôm em vẫn bán hàng ngày nhé các bác. Đó, cái thanh nhôm em vẫn bán hàng ngày này. Đó, kích cỡ là 185,6 x 300 này, 85,6, giá 300k này. Em đo bề ngang của nó cho các bác nhá. Một chiều của nó là 3/4 này. Một chiều là 2,9 cm này. Đó, một chiều 2,9, một chiều 3,5 à 3,4 cm này. Và cái nhôm này thì nó hình thức là nó như thế này nha các bác. Đó, có nhìn kỹ chưa? Đó, nhôm này nó sẽ như thế này này. Đó. Nó sẽ có hai rãnh hai bên để lùa con lùa khung nhôm định hình này. Và nó có bốn cái lỗ này thông từ đầu nọ sang đầu kia nhé các bác. Đó. Và đây là nó có cái rãnh này. Các bác có thể lùa cái những cái tấm kim loại mỏng vào đây vừa in luôn nhé các bác. Đó, lùa rãnh kim loại mỏng vào đây. Một mặt này thì là phẳng lờ này. Đó. Cái này các bác có thể làm một cái khung hoặc cái giá treo gì đó nhé. Đó, bằng cách là cài nó vào đây này. Hoặc là các bác làm thước đều được nhé. Nó rất là thẳng. Đó, rất là thẳng nhé các bác. Đó, các bác có thể là làm khung máy mà lợi dụng những cái lỗ này để làm dẫn hơi đều được này. Đó, đỡ được khá nhiều tiền. Đó, nó thủng từ đó sang đầu kia nha các bác. Giá 300k cho một thanh này. Đó, em vẫn còn một số lượng tương đối nhá các bác. Các bác cứ thoải mái chút. Cái này đợt em về được khoảng độ đôi tạ nhé các bác, nên đâm ra nó vẫn còn rất là nhiều. Cái loại nhôm thứ hai muốn giới thiệu đến cho bác là cái loại nhôm thanh kiểu này. Đây. Đó. Nhôm thanh kiểu này. Đó, em cho các bác xem kích thước trước này và giá tiền luôn này. Nó dài 122 cm này. Rộng 3,2 cm và dày 1,2 cm, giá là 130k một thanh. Đó, tình trạng là nó có một vài cái lỗ thủng từ bên nọ sang bên kia như này nhé các bác. Nó có khoảng độ 1, 2, 3, có 4 cái lỗ thủng từ bên nọ sang bên kia. Đó, lỗ này là lỗ bắt ốc nhá. Đó, người ta bắt ốc xuống á. Nguyên bản của nó, cái tấm này là nó là cái tấm chắn gì đó, em không biết, nhưng mà bên này này, cái bề mặt bên này thì nó bị dính một ít cái lớp bột gì ấy, nó cáu vào đây rồi. Về các bác vệ sinh đi một chút nhé. Đó, nó chỉ bị một mặt thôi, tấm nào nó cũng bị một mặt nhé, còn ba mặt còn lại rất là đẹp. Đó, kích thước em ghi đây này, 122 x 3,2 cm x 1,2 cm này, giá 130k, nhôm đặc nhé các bác. Đó, nhôm đặc đây này các bác này. Đó, tình trạng là các bác nhìn nhá, một mặt này đẹp này, mặt này cũng đẹp này, mặt này cũng đẹp này, riêng có một mặt này là nó dính cái loại một cái loại bột gì đó, em không biết nó là cái loại bột gì, nhưng mà đó, em có xoa giấy ráp qua rồi thì chờ nó nhẵn nhá các bác. Đó, về các bác cần thì các bác vệ sinh thêm, không có cứ để này mà dùng cũng được nhá. Cái này các bác có thể làm thước hoặc làm cái gì được nhá, rất là đẹp, thẳng tưng nhá các bác. Hàng này thì em ngồi em chờ thợ nó tháo xong em lấy luôn này. Đó, em cũng không phải tháo nhá, nhưng mà em ngồi em chờ các bác cái tháo ra thanh nào là em nhặt thanh đấy, thì nó không bị quăng, thì những cái mép này nó vẫn còn giữ được rất là đẹp nhá các bác. Nếu mà để người ta tháo xong, người ta quăng xong rồi mình mới nhặt nhá, thì những cái mép nó sứt rất là nhiều. Đó, thì mình phải lọc đi rất là nhiều nha các bác. Mà lọc thì nó vẫn không thể hết được sứt nhé. Chỉ lọc được bởi vì một khi người ta đã quăng rồi thì tấm nào nó cũng sứt. Phải nói như thế, có những cái thanh nó sứt rất là nhiều, có thanh nó sứt ít. Đó. Thế còn thì lô này thì tay em nhặt được thì nó đỡ hơn nha các bác. Thì thi thoảng là nó vẫn có, nhưng mà nó sẽ không đáng kể. Rất là đẹp nha các bác. Giá 130.000 một thanh nha các bác. Đó. Đó là xong nha các bác. Tiếp theo này em về được một ít nhôm chống trơn nhá. Hôm nay em về được 3 loại. Trong đó thì có một loại được 2 tấm, một loại được 1 tấm và một loại được 4 tấm nhá các bác. Đây này, cái loại này là được 2 tấm này.
81 x 28 x 0,5 này, giá 280k. Đó, 280k một tấm này nha các bác. Đó, tình trạng là nó sẽ có 6 cái lỗ ở 6 góc và một cái lỗ này, hai cái lỗ này và bốn cái lỗ ở chỗ này nha các bác. Hai tấm đều như nhau. Đây. Cho các bác xem lỗ này. Đó, cầm lên này các bác xem lỗ nó sẽ rõ hơn này. Đó. Và mặt sau của nó đây, mặt sau thì là mặt phẳng nhé các bác. Mặt sau thì là mặt phẳng. Và điều đặc biệt của cái lô nhôm này thì tấm nào nó cũng có những cái ký hiệu của nó này. Đây, ký hiệu của nó là 0615000380E06 này. Đó, nó ghi như thế nhá, em chả hiểu nó ý nghĩa gì cả. Nó có số má hẳn thôi. Đó, cái tấm tiếp theo này là em có 4 tấm này. Là kích thước em ghi ở đây này các bác này, các bác nhìn kỹ một chút nhá. Em ghi kích thước đây. Đó là 81 x 65 này x 0,5 này, giá 660k một tấm. Cái tấm này thì nó có 4 lỗ ở 4 góc thôi và nó có một cái lỗ ở đây. Cái lỗ này nguyên bản của nó là nó lắp cái tay khóa nhá các bác. Và em cho các bác xem cái tay khóa của nó đây. Đó, đây là cái tay khóa của nó đi nhá, nhét vào đây này. Nhưng mà em có mỗi một cái thôi. Đó, có mỗi một cái tay khóa này thôi nhá các bác. Đó. Đó, tại vì có một cái nó dính vào đây thì em mới biết cái lỗ này là cái lỗ lắp tay khóa này. Đó, cái khóa này thì nó lật đi lật lại được như, à cái tay này, cái tay cầm chứ không phải tay khóa nhé. Nó lật đi lật lại được như này này. Đó. Khi các bác muốn mở ra, các bác ấn vào mở ra như lấy cái này kéo ra này. Nguyên bản cái tấm này nó là cái tấm cánh cửa nhé. Đó, nó như này. Đó. Chỉ có một tấm nó có thôi nhá, bác nào lấy trước thì em tặng kèm cái này. Đó, có một tấm có thôi. Đó, cái này các bác không dùng khóa về, các bác cắt cái chỗ này đi để bịt cái này vào đây thì nó kín này. Em có một cái duy nhất thôi mà trong có tận 4 tấm này. Đó, tấm này thì đây, mặt sau của nó đây rất là đẹp nha các bác. Và mặt sau rất là đẹp, nó vẫn có những cái con số như thế này nhưng mà số nó khác nhá. Đó. Đó, số dập nhá, số dập kiểu như dạng kim châm, kiểu như số khung số máy của ô tô xe máy đó, châm kiểu thế nhá các bác. Đó, rất là đẹp, mặt phẳng và mặt nhám. Và cái tấm này này em có một tấm duy nhất này, kích thước của nó là 100 x 49 x 0,5 này, giá 620k. Đó, 620k tấm này nhá các bác. Cái tấm này thì bề mặt của nó là có, xung quanh của nó là có 1 2 3 4 5 6 7 8 lỗ nhá. Và hai cái lỗ ở đây nữa này là 10. Đó, tất cả là có 10 cái lỗ để người ta bắt vít nhé, lỗ để người ta bắt cái loại vít âm đó, các bác nhìn thấy chưa, rất là đẹp nhá. Tấm này thì không có cái lỗ nào, giá 620k, em có một tấm duy nhất này. Đó. Và cái tấm nhôm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái tấm này. Giá 1.4 triệu này, 77 x 74,5 x 0,8 này. Đó. Cái tấm này em giới thiệu mấy lần rồi nhưng chưa bay nhá các bác. Chưa gặp bác khách cần đến này. Một cái tấm nhôm rất đẹp nhưng mà không hiểu lý do gì mà lại không bay. Cái tấm này thì nó có một cái kỹ, có một cái điều đặc biệt là, đó, bác thấy chưa, ở hai bên này nó có hai cái miếng thành này và ở giữa nó có một cái thanh này nữa để nó chống ngang ra này, để nó tạo cái độ cứng cắc cho cái thanh nhôm này. Cái tấm này nếu mà các bác vẫn để nguyên như này thì nó cứng bằng cái thanh nhôm, bằng cái tấm khoảng độ phân 2 nha các bác, nó khỏe bằng cái tấm phân 2 nếu mà các bác để như này. Mà tấm này có 8 ly thôi nha các bác. Đó, tấm này giá 1.4 triệu này các bác, rất là đẹp. Đó, một mặt là phẳng như thế này nhá, bóng lừ, và một mặt như thế này. Trên thân bề mặt của nó có một ít lỗ li ti và 8 cái lỗ như thế này đi theo cặp, 2 cái này, 4 cái này, dưới kia cũng thế này, 6 cái này và 8 cái. Đó, cái lỗ này nó khoảng, lỗ này đường kính nó khoảng độ 15-16 nhá các bác. Đó. Đó, tấm này giá 1.4 triệu nhá các bác, kích thước thì các bác xem rồi. Và cuối cùng là em giới thiệu đến cho các bác hai cái tấm nhôm này này. Đó, loại này em vẫn bán thường xuyên nhé các bác. Bao giờ hết thì em sẽ không view nữa. Vẫn còn thì em vẫn phải view. Đó, đặt 40k một tấm này. 40k một tấm này. Đó.
tấm nhôm có ni lông này, và cái tấm này cũng 40k này, à tấm này là 70k này các bác. Kích thước em ghi đây, nó 70k. Hàng thì khi các bác nhận được hàng nó là hàng đẹp mới nhá, còn cái tấm này nó là cái tấm mẫu, nó xấu rồi, em để đi để lại nó xấu nhá. Đó, giá 70k. Và quay sang bên này này các bác, thì chỗ này em sẽ lướt thật nhanh nhá, nó có một ít đồ linh tinh ở đây này. Đó, cái này thì bác nào cần thì chụp hình này. Thì hôm nay em sẽ không có mục tiêu bán giới thiệu qua qua thôi nhá các bác. Đây là những con xi lanh 100k này. Đó, vài cái đầu nối nhanh vẫn còn này, ke góc 100k một cân bên em vẫn còn nhá các bác. Một ít van khóa hơi này. Đó, những cái con xi lanh nhỏ nhỏ, à những cái cặp dây nhỏ nhỏ này. Đó. Khóa đồng 100k vẫn còn này. Và một ít đồng này. Đó. Tinh chỉnh còn một ít này. Đó, đó là những cái đồ em muốn giới thiệu đến cho các bác này. Còn đây là ốc lục giác inox này, vẫn còn nha các bác. Giá là 80k một cân này. Đó, cam đoan với các bác 100% là inox. Đây là loại to này, từ 6 giờ lên nhé. 6 là hạn hữu thôi, còn bên này là từ 6 giờ xuống cũng lại 6 hạn hữu rồi nhé. Còn đây là con lùa khung nhôm định hình vẫn 180k một cân. Còn chỗ này thì là một ít những cái thanh đồng nhé. Hôm nay em sẽ không view nữa, bởi vì hôm qua em view rồi. Đó, các bác cần thì sau ba lô em báo giá tiền vào các loại thôi. Và quay sang bên này. Đó, hôm nay em giới thiệu đến cho các bác cái mâm này. Một cái mâm này, hôm nay hàng em mới về ngày hôm nay này. Đó, cái mâm này là đường kính là 45 cm nha các bác. Đó, 45 cm này, dày 2,5 ly nhá. Giá 600k, nó nặng 8 cân nhá. Cái bộ này nó nặng 8 cân nhá, rất là dày nhá các bác. Đây này các bác, dày 2,5 ly. Em kẹp như này nó còn ra 2,6 ấy. Wow. Đây này các bác này, em cho các bác xem trực tiếp nhá. 2,5 ly nhá các bác. Đây nó đang âm 0,2 này. Đó, 2,5 ly nhá các bác. Đó, 2,5 ly, 2,49, 2,5 này. Đó, rất là dày nhá. Và cái cơ cấu của nó thì vẫn như lần trước thôi. Xoáy cái này ra này. Đó. Để em cái này nó view nó hơi lâu một chút, các bác thông cảm nhá. Bác nào không cần mua thì sau có thể tua đi. Đó, nhưng mà bán hàng thì em vẫn phải view thôi. Đó, bác nào cần thì xem nhá các bác. Đó, em xoáy ra nó hơi lâu một chút nhá. Nó có cái cục chặn tay em đang xoáy này. Đó, bởi vì em muốn xoáy ra để sau em đo gen luôn cho các bác một thể này. Và xem cấu trúc của nó nhá. Nguyên bản cái này nó là cái để cuốn dây, cái dây dây khẩu trang đó các bác. Nó là cái dây khẩu trang nhá các bác. Đó. Cái dây mà để làm quai đeo khẩu trang đó. Đó, nó rời từng tấm một như này nha các bác, hai tấm như nhau rời như này. Đó, rất là dày. Đó, cái này các bác có thể ứng dụng làm hai cái mâm xoay nhá. Đây thành một cái này. Đó. Đây thành cái nữa này, hai cái giống nhau này, bỏ cái này, bỏ cái sắt sắt này đi nhá các bác. Đó, các bác bỏ cái sắt này đi này. Đó. Và cái trục này này. Cái trục này nó là trục cốt trục cốt 20 nha các bác, trục 20 này, gen này cũng là gen 20 nha các bác. Đó. Gen 20 này. Trục cốt 20 này, đó. Các bác có thể làm hai cái mâm xoay, đó, đây một nửa này. Đó, như này là một nửa này. Và lợi dụng cái này này. Đó, cắt đôi cái này ra. Cắt đôi cái này ra là xoáy cái này vào là được một nửa nữa nha các bác. Đó. Rất là hay.
hoặc là các bác vẫn sử dụng nó theo nguyên bản của nhà thiết kế, là cái này là cái làm cái cuốn dây điện, cuốn cuốn dây dây đeo khẩu trang đó, của nó nguyên bản là dây cuốn dây đeo khẩu trang nhá. Đó. Giá 500k nhá, à 600k nhá các bác. Với cái này nó nặng hơn cái ông nọ rất là nhiều nhá các bác. Đường kính thì nó vẫn thế nhưng nó dày hơn, nó nặng hơn rất là nhiều. Giá 600k cho cái này. Tiếp theo em về được thêm này. Đó, hàng hôm nay về được nhá các bác. Đó. Mâm này này, em có một cái thôi. Giá 200k này. Kích thước là 23 x 1,5 này. Đó, kích thước này là 23 này, độ dày 1,5 này. Và cái lỗ này là lỗ 4 cm nha các bác. Lỗ này là lỗ 4 cm này. Đó. Giá 200k cho một miếng này nhá các bác. Đó. Tấm tiếp theo này, giá 300k này. Kích thước là 35 này, dày 2 cm này, lỗ cốt là 34 này, hai cân sóng rồi. Bút này không biết được em, lấy cái khác. Đó, cái này. Xin lỗi các bác nhá. Cái này là em báo nhầm giá nhá, em phải dán lại. Cái này lần trước đã bán 350k rồi nhá. Tại vì em bán một cái 300k cũng được không sao cả, nhưng mà các bác mua trước sẽ bị thiệt rất là nhiều đó. Đó, giá 350k này, kích thước em ghi đây này. 35 x 2 x cốt này là cốt 34 này. Lỗ cốt này là lỗ cốt 34 nhá. Đó, giá 350k. Và cái con này này. Đó. Mâm này này, giá 500k này, cũng đường kính 35 này, lỗ cốt cũng 35 này, và dày 2,5 cm nhé. Giá 500k này. Đó, cái này thì em còn 3 tấm nha các bác. Còn 3 tấm. Đó là xong về phần mâm nhôm nhé. Quay sang bên này là có một ít dây này. Đó. Trước khi giới thiệu dây em có cái này nhé, giá 200, à giá có 100k này. Đợt trước thì có 4-5 cái thì các bác tranh nhau, hôm nay có một cái thì không thấy bác nào hỏi mua nữa. Đợt trước em về được nhiều nhiều ấy thì lại các bác thì lại mua nhiều. Mà hôm nay về được thêm một cái còn sót lại ở bãi. Thì để thấy không thấy các bác nào mua. Một ít dây này. 160k nhá các bác, cặp này là của THK nhá. Đó. Cặp này này. 350k này. À, 360k này, 70 x 15 này. Đó, dây đen nha các bác. Dây đen. Dây này thì nó lâu ngày rồi, nó mất hết cả tem mác rồi, nó mờ mờ rồi, chả nhìn thấy gì cả. Nhưng mà hàng thì rất là ngon nha các bác. Đó, nó không có độ sượng đâu nhá. Đó, các bác nhìn những cái chỗ bi nó trượt này, màu sơn nó còn chửa bay nha các bác. Đó, chứng tỏ nó dùng rất là ít. Tấm này này, 300k này. 15 x 47 này. Đó, cái hàng này là hàng còn sót lại là vùi ở trong kho nhá, em bới ra. Cái hàng này khi mà mới giã trên máy xuống nó rất là mới nhá các bác. Cái giống dây này thì cái chỗ nào nó hở ra thép trắng là nó han ngay. Đó. Cặp này. Cặp này thì là 700k này, 46 x 32 này. Đó, dài 46 cm. Cái này ghi nhầm rồi em ơi. Sao 46? 64 chứ. Đó, cái cặp này em vừa dán lại giá nhá các bác. À vừa dán lại này. Kích thước em đo nhầm nhá. Đo thì chuẩn nhưng mà ghi là nhầm này. Của nó là 64cm nhá. Nhân 32 này. Dây này dây bản 32 này giá 700k nhá. Đó, hôm nay là lần thứ hai em like rồi, bác nào mà chốt cặp này em bớt cho 50.000, còn 650 một cặp này nhá các bác. Đó, giá 700 nhưng mình sẽ bán cho các bác giá 650k này. Đó, tại vì cứ để nguyên thế em chả chịu, không muốn sửa làm gì cả. Các bác cần thì cứ ấy là em sẽ bớt tiền luôn. Đó, cặp này này dài 83cm này, dây 13 này, giá 420k này. Đó, cũng dây đen nha các bác,
Đó, dây thì thân dây thì rất là đẹp này. Nó không có dấu hiệu gì han gì nhá. Vì thì rất là trơn. Nó không sượng đâu nha các bác. Đó. Rất là mượt không sượng. Đó, giá là 420k này. Đó, em có một cặp thôi. Đó là xong về phần dây này. Đó, xong về dây nhá. Quay sang bên này thì em về được một ít quạt nha các bác. Đó, em về được một ít quạt này. Em sẽ giới thiệu cho các bác ít quạt. Và các bác đợi em tí em dừng máy để em dòng điện ra nhé các bác. Để em dòng điện ra. Đây này, tiếp tục em giới thiệu quạt cho các bác nhé. Em vừa mới chuẩn bị điện xong rồi. Đó, các bác xem kích thước, xem quạt của nó này. Nó đến từ cái thương hiệu Leipoly này. Đó. Mã model của nó là model quạt là F2E320B gạch ngang 230. Của nó là điện của nó là điện AC 230V này, tần số 50Hz này. Đó. Của nó là với tốc độ vòng quay là 2040 vòng trên 1 phút à. Hay là 2000 mét khối 1 giờ. Đây người ta ghi là mét khối 1 giờ các bác ạ. Có nghĩa là tốc độ gió, lưu lượng gió của nó là 2040 mét khối 1 giờ. Công suất là 104W này. Một công suất rất là khỏe nha các bác. Một con quạt này 104W. Đó, hình như là 2500 vòng phút thì phải này. Đó, con này thì không thấy ghi xuất xứ từ đâu. Nhưng mà đến cái thương hiệu này thì rất là nổi tiếng nha các bác. Đó. Ở trên thân của nó này, nó cũng dán cái tem đấy này. Nhưng mà cái tem này thì nó không đầy đủ bằng nha các bác. Đó. Đó. Cái tem này này thì nó không đầy đủ thông tin bằng cái quạt này, cái trụ sở của nó Leipoly là đến từ Thượng Hải này. Đó, đến từ thành phố Thượng Hải Trung Quốc này. Đó. Đây nhá, Thượng Hải Shanghai Leipoly Electric này. Đó. Đó, cái con tụ của nó đây này. Tụ của nó là 3mm nha các bác. Đó, tụ đây 3mm. Và bây giờ em sẽ test cho các bác nhé. Con này nó chạy thì khủng khiếp lắm nha các bác. Đó. Và hình thức của nó là như này này các bác này. À bây giờ trước khi em ấy thì em đo cho các bác về kích cỡ của nó nhé. Bây giờ em đo cái bao nhựa này trước này. Đó, bao nhựa này của nó là vuông 32 cm nha các bác. Đó, bề mặt của nó này, cái này là vuông 32 cm. Đó, thế còn cái thân quạt này, thân quạt kích thước bao ngoài của nó là vuông 28 này, cái loại rất là lớn nhá các bác, vuông 28 cm này. Đó, thế còn đo cái cạnh chéo này chắc nó phải lên đến ba mấy á. Em đo cái cạnh chéo này nhá, cạnh chéo này nó lên đến đúng 32 nha các bác. Còn đo như này là 28 này, đo như này là 32 này. Cái còn lọt lòng của nó này, lọt lòng của nó là 25 cm nha các bác, lọt lòng của nó này 25 cm. Độ dày này, độ dày của cái thân quạt này là 8 cm có dư nha các bác, trên 8 cm này, rất là dày dặn nhá, hoàn toàn bằng nhôm. Cánh thì là cánh bằng sắt này, nó có 7 cái cánh bằng sắt nhá. Đó, nó 7 cánh nhá, bằng sắt. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhá. Đó, bây giờ để em thử test trước để xem nó chạy chiều nào thổi ra nhé các bác. Chạy như máy bay phản lực. Các bác có thể nhìn cái điện thoại nó rung nhá. Đó, cái điện thoại mà em gắn cái máy quay mà nó rung như này nhá. Bây giờ để em để xa đây tí, bác cho em cái tờ giấy. Đây này các bác à. Cái tờ giấy nó đứng luôn nhá các bác. Nó rất là kinh khủng nha các bác. Hơn 2000 mét khối 1 giờ. Đó, tốc độ hút
Công suất là 100W, 104W nha các bác. Đó. Em test lại này. Đó, cái điện thoại nó rung chưa? Các bác nhìn thấy cái điện thoại nó rung chưa? Cái hình hình, khung hình nó đang rung nhá. Đó. Và bây giờ em sẽ rút điện ra này. Và cuối cùng là đến tiết mục báo giá nhá các bác. Em có 3 cái thôi. Bác nào lấy trước này, em thông báo trước này, bác nào lấy trước, lấy nhanh thì được cái con nó còn cái nắp này. Đó, còn cái nắp nhựa bên trên ngoài này nhá các bác. Giá 600k một con này. Đó. Và cũng thông báo luôn là cái nắp nhựa này cũng có cái thì nó gãy rồi nhá các bác. Đó, có cái thì nó gãy rồi. Nó gãy 1-2 nan ở đây nhưng mà nó chưa rời ra nhá các bác. Đó, 600k một con như thế này nhá các bác. Đó. Thì còn bác nào lấy sau thì sẽ được cái con này. Đó, em có 3 con. Con nào bác nào lấy sau thì được con này. Cái này thì các bác nếu mà về các bác gắn tường thì em nghĩ không cần đâu, các bác bỏ cái này đi. Bỏ cái nhựa này đi này. Đó. Cái nhựa này có thể không có bác cần, không có bác không nhá các bác. Đó. Giá 600k một con nhá các bác. Đó, chính nó đây này. Chính nó đây. Đó. Đây này, em úp xuống cho các bác xem này. Nó đây này. Đó. Chưa? Con này thì là cái con thổi ngược lại đằng kia nhá các bác. Đó. Nó trong 3 con này thì nó sẽ có một con là 2 con hút vào một con thổi ra nhá các bác. Thì người ta sẽ lắp ngược. Người ta không phải là lắp ngược cánh, người ta lắp ngược cái bầu này. Đó, các bác phải hiểu nên người ta lắp ngược cái bầu này. Nếu mà các bác về mà sử dụng nó không đúng ý muốn thì các bác tháo ra, các bác đổi cho em cái bầu nhựa này nhá. Đổi cho em cái bầu nhựa này sang đầu bên này và lắp cái tấm bảo vệ này quay ngược trở lại cho em nhé. Đó, nó rất là đơn giản, bằng cách xoáy bốn con ốc này ra là đổi được nhé. Bởi vì thiết kế cái quạt này là cái khung này của nó là hai mặt như nhau nhé các bác. Đó. Đó, bởi vì khi em tháo ở trên tủ nhá là em biết sẽ có hai con hút, hai con thổi vào và một con hút ra ở trên cái tủ thiết bị đó. Đó, nó sẽ có một con hút ra, hai con thổi vào thì ở trong này này là nó có cái màng lọc bụi này, nó hút vào này. Và một con thổi ra. Đó, một con hút ra. Nó chỉ cần một con hút ra thôi, bởi vì cái con hút ra là nó không có cái màng lọc. Đó. Thế là cái con hút ra ấy thì có khi là nó ngược với hai con kia nhá các bác. Các bác phải để ý giúp em và đổi cái đầu này cho em nhé. Đổi cái đầu. Ví dụ các bác ngược đi theo ý muốn này, các bác tháo ốc ra đổi từ cái này lên mặt này thế là xong thôi, không có gì. Nó rất là dễ nhá. Và tiếp tục quay trở lại này. Vẫn là quạt nha các bác. Vẫn là cái quạt đấy nhưng mà nó bé hơn nha các bác. Đó, cái con này thì là công suất là có 65W thôi. Đó, con này 65W, điện áp vẫn là 230V này. 50Hz này. Đó. Con này thì lưu lượng gió là bằng một nửa nha các bác. Đó, 1010 mét khối một giờ. Con kia là 2040 vào nhỉ. Đó, để em xem con này nhá. Con này người ta ghi là con này người ta ghi là 2040 mét khối một giờ. Đó, con này lưu lượng là 1010 nhá, chỉ bằng một nửa thôi. Quạt thì nó bé hơn, bây giờ em đo kích thước này. Lưu lượng gió con này bằng một nửa nhá. Con này kích thước là bao ngoài là 22.5 này. Đường chéo này là 26 này, còn đường kính ở bên trong thì nó 20 nhá, con kia nó lên 25. Đó, và độ dày của nó này. Độ dày của nó em đo thế này là cũng được 8 nhá. Độ dày thì vẫn tương tự như con kia thôi. Độ dày của cái khung nhôm này nó vẫn tương tự như con kia nhá các bác. À, mà em xin lỗi nhắc lại cái con này nhá các này. Đây, con này là nó có cái này nó đẩy ở đây này, em tháo ra nhá các bác. Đó. Nên đẩy đây em tháo ra để em cho các bác xem, bởi vì đẩy đây xem nhìn thông số nó khó nhá. Đó. Con này cũng thế này, nó có cái đẩy ở đây này. Đó, hàng em tháo nó đầy đủ đồ nhá các bác. Đó. Đẩy ở đây. Đó, con này em nhắc lại này. Điện áp vẫn 220, vẫn hãng đấy nhá các bác. Đó, con này là công suất nhỏ hơn này, có 65W thôi, con kia là 104. Lưu lượng gió thì bằng một nửa này, 1010 mét khối này. Và cái con này nó bị vỡ rồi này nhá các bác. Cái bầu này bị vỡ rồi này. Đó.
Đây này các bác này, đấy, tem của nó đây nhá các bác. Và bây giờ em sẽ test cho các bác này. Con này chả biết hút vào hay là thổi ra nhá các bác. Các bác đợi em chút em test này. Em test xong thì em lại giới thiệu giá nhá các bác nhé. Kích trước thì em đo rồi. Bây giờ em ghim điện nhá các bác. Đó, con này nó chạy rồi này, bắt đầu chạy này. Đó, các bác thấy chưa? Đó, cái tốc độ quay thì nó vẫn thế nhá các bác. Cái tốc độ quay nó vẫn là 2500 vòng một phút nhá, nhưng mà do cái cánh nó nhỏ hơn, đâm ra cái tốc độ gió nó ra nó bằng một nửa thôi, đâm ra là nó rít, nó cũng rít nha, nhưng mà nó rất là mạnh. Đó, các bác thấy chưa, để gần thì điện thoại vẫn rung nha các bác. Đó, em tắt đi này. Đó, và thông báo với các bác nhá, là cái con quạt này nó có cái là như này này, một là giá nó vẫn là 450k con này nhá các bác. Đây chính nó đây. Nó cũng ở tình trạng giống hai con kia, là trên một cái tủ nhỏ hơn này, nó lắp loại bé hơn này, cũng bị vỡ mất một cái nắp này. Con này nó vỡ tệ hơn, nó còn vỡ cả cái này. Đó, bác nào không cần thì lấy cái này nhá. Không cần thì lấy con này cũng được, không sao cả. Giá 450k. Cái con này ấy, mấy cái con này thì riêng cái vỏ nhựa là hai con này bằng nhau nha các bác, hai con này bằng nhau, vỏ nhựa bằng nhau nhé, nhưng mà cái quạt thì nó bé hơn. Đó, vỏ nhựa thì bằng nhau này, các bác nhìn thấy chưa, nó bằng nhau nhé. Thế còn cái quạt thì nó bé hơn rất là nhiều này. Đây này các bác này, đó, cái quạt thì nó bé hơn nhé các bác. Đó, quạt nó bé hơn nhé, các bác nhìn thấy chưa. Để đây mình biết này, để nhắc lại này, cái con này này là 450k, em dán lại đây cho các bác dễ nhìn nhé các bác. Tại vì dán lên như này là dán vào cái kia nó rất là khó nhìn. Dán vào đây. Đây là cái lúc mà các bác chụp hình này. Con này 450k này. Và cái con này giá 600k này. Em dán lại cho các bác nhá. Tại vì dán lên đây sao chụp nó lẫn lộn. Đó, 600k cho con này. Bị nhăn hết rồi. Đó, con này là 600k nhé các bác. Đó, 600k cho con này. Đó, đó là xong hai cái quạt nhé các bác. Và em xin nhắc lại này, bác nào mà lấy trước thì sẽ được hai con có đầy đủ như này nhé. Cả hai mẫu to bé đều như thế nhé. Đây này, những cái con to này dây của nó rất là khủng nhá, mà tay em cắt đấy. Tay em cắt thì em sẽ cắt cho các bác dây này. Đó, dây rất là dài nhá. Đó, đây con này thế này. Đó, ít nhất được cần này nhá. Nếu mà để thợ nó cắt là nó sẽ tiết kiệm cho chủ bãi là nó cắt đến đây luôn nhá các bác. Cắt đến đây luôn. Nhưng mà tay em tháo thì em cắt cho các bác dài dài này. Đó, bây giờ mà của ngon mà đợi bãi người ta hạ xuống thì không có đâu các bác ạ. Bây giờ là người khôn của khó rồi, rất là khó khăn. Đó, 450k con này này, con to này là 600k này các bác này. Đó, dây cũng tương đối dài, kể cả con bé này nhá các bác. Đó, con bé này cũng dây cũng được hàng mét này. Nếu mà người ta tháo lấy là người ta cắt đến đây nhá. Quạt này là tay em tháo lấy. Đó, và người ta tháo lấy thì chắc chắn là em nghĩ là những cái này nó vứt hết. Đó, em nhặt lại cho các bác này. Ví dụ như cái con này nó bị vỡ như này, em vẫn tận dụng em nhặt về này. Tại vì em nghĩ là có dùng được thì dùng nhá, còn bỏ đi thì nó rất là phí. Nó vỡ nó rơi ra rồi nhá, nhưng mà em cố gắng em nhặt cho các bác. Đây này, nó như thế này này, nó gãy hẳn rồi nhá các bác. Đấy, nó gãy hẳn như này rồi nhưng em vẫn nhặt về cho các bác nhé. Đấy, nó gãy như này rồi này. Người ta vứt chỏng chơ ra ngoài rồi nhá, nhưng em vẫn nhặt về, nó lắp vào như này. Bởi vì cái này nó không phải là mua cân nhá, nó mua theo cái quạt. Thế đâm ra mình cứ tận dụng, mình nhặt được cái gì thì cứ nhặt thôi.
Đó, như này nếu mà mình mua để bãi người ta phá xong rồi những cái này nó vứt hết, mình không nhặt được đâu. Đó. Tiếp tục này các bác. Quay sang bên này em giới thiệu cho các bác một ít nam châm này. Đó, đầu tiên em giới thiệu cái loại nam châm này trước nha các bác. Loại nam châm này này. Em đo kích thước cho các bác nhá. 300k một thanh này, kẹp đôi như này nhá, viên nam châm rất là dày. Đó, kích thước của nó đây này các bác, dài 30 phẩy mấy này. Em gọi chẵn là 30 nhá. Bề ngang của nó này 4 cm này. Đó, cái này về các bác tự tháo ra nhé các bác. Đó. Đây này, tháo bằng những cái con ốc này ra là bảy ra, nhưng mà trước khi tháo các bác chêm cái gì vào đây nhá. Chêm những cái gì mà nam châm nó không hút, miếng gỗ hoặc miếng nhựa chẳng hạn, các bác chêm inox cũng được, nhưng mà inox mà nó cứng quá nó sẽ làm vỡ viên nam châm này nhé các bác. Chêm gỗ hoặc nhựa, các bác cứ chêm vào đây trước. Chêm độ 2 mảnh hoặc 3 mảnh, các bác cẩn thận mà cứ chêm 2 3 mảnh. Mà cái loại mà nó càng vát càng tốt. Các vát vát khi các bác mà nới xong ốc rồi các bác tống thêm, nới thêm được một tí ốc các bạn tống thêm vào. Đó, cho nó bung ra nhé, lấy nó rất là dễ. Đó. Quạt đấy là 2.500 vòng phút, cũng 2.500 vòng phút. Đó, 300k cho cái thanh này nhá các bác. Em có 3 thanh nữa là hết nhá các bác. Hàng nó mới về ngày hôm qua đó. Đợt trước em về được rất nhiều nhá, nhưng mà hết rồi. Đó. Thỉnh thoảng lại vô được cái loại này nhá các bác. Loại này nó rất là hiếm. Đó, nó hút rất là mạnh này. Do là một cái thanh sắt này nó mỏng này, hai nữa là cái viên nam châm nó dày nhá, nên nó hút rất là mạnh. Đó, để như này nó cũng hút này. Thanh tiếp theo là cái thanh này này. Kích thước là 38 cm này. Bề ngang này 9,7 cm này, cái thanh này là 480k nhá. Thế nhưng mà nó là cái thanh cuối cùng mà khi nó dính nhau em 7 nó bị vỡ mất một viên này. Nó hẳn thực ra là nó chưa vỡ viên nào nhá, một viên này nó bị xô này. Đó, nó xô vào. Bác nào lấy thanh này em bán rẻ đi dăm 30.000, dăm 70.000 nha các bác. Đó. Nó bị bẹp bẹp cái đầu này nhìn nó xấu ấy. Không sao cả, bởi vì do cái viên này em tưởng nó vỡ nhưng mà thực ra nó chưa vỡ. Nó xô vào nhau thôi như này này, đó. Ví dụ như ba viên này nó bị xô vào nhau này. Nó giò nó hạ nó dính nó keo nó ấy nó xô vào nhau. Bình thường nó khe hở nó như này nhá, nó xô vào nhau. Đó, do nó bẹp cái đầu này em đập nhé, bởi vì nó dính vào nhau ghê quá em cậy mãi không được này. Đó, em hy sinh một cái tấm này và bây giờ em bán lỗ tấm này nha các bác. Đó, bớt cho các bác là 80.000, còn em lấy 400k. Đó, 400k như viên này nha các bác. Em còn một tấm duy nhất thôi này. Đó, nó bị bẹp này. Nhưng mà cái viên nam châm, xin nhắc lại các bác, cái viên nam châm bên trong nó không làm sao đâu nhá, chưa việc gì cả. 800k như viên này, à 400k. Tiếp theo này các bác này, em vẫn còn những cái thanh này, nhưng mà cái thanh này nó không biết còn nhiều hay không. Đó, giá 48 cm này, bản 4 phân này, giá 260k. Cái này là của Mitsubishi nhá, quay qua thôi chứ không giới thiệu nhiều, các bác cứ bỏ quảng cáo. Nó bóc đi đẹp như này này. Đó, hàng của Mitsubishi nhá. Cái này em có một thanh hay nhiều thì em chả có nhớ, như cái này có một thanh sao ạ. Nhưng mà các bác cần cái thanh như này em sẽ cắt cho các bác thanh giống y xì như này luôn nhá. Đó, cắt đúng bằng kích cỡ này luôn. Anh thứ hai này. Đó, cái loại này thì nó không ghi thương hiệu, nhưng mà đây này. Đó, nó có cái chữ này. Đó, thanh này giá 220. Đó, các bác cần bản 6 phân thì lấy thanh này. Tiếp tục quay sang bên này em giới thiệu cho các bác bên này nữa nhé. Bên này còn toàn thanh dài này. Đó. Đây này các bác, thanh dài của Mitsubishi dài 76x4 này, giá 400k. Loại này là của Mitsubishi nhé. Đó, Mitsubishi đây này. Đó, logo của Mitsubishi này. Đó. Thanh này giá 400k này. Đó. Còn bác nào mà không thích lấy của Mitsubishi thì lấy thanh này 77 cm này, cũng 400k. Thanh này thì nó nặng hơn nhá. Đó, em cho các bác xem này. Đó, hai thanh nó bề ngang thì nó bằng nhau, nhưng mà cái kia nó dày hơn, cái thép nó dày hơn này.
cái nam châm thì nó cũng thế thôi, nhưng mà cái bề ngang của nam châm thì nó nhỉnh hơn một chút. Đó, để đây cho các bác nhòm mà. Đó. Cái bề ngang của cái viên nam châm nó nhỉnh hơn một chút nhá. Bề ngang này này, nó nhỉnh hơn của Mitsubishi một chút này. Cũng là bản 6 phân nhưng mà cái này nó nhỉnh hơn này. Đó, cái viên nam châm nó to hơn. Đó. Nhưng mà em bán rẻ hơn nhá các bác. Giá cũng chỉ 400k thôi. Bác nào thích lấy thanh này thì lấy nhá. Đó. Tiếp theo này. 77 cm bản 6 phân giá 600k này. Đó. Bác nào lấy cái thanh này thì lấy này, hoặc là không lấy thanh đấy thì lấy cái thanh nó vẫn còn nguyên giấy như này cũng được nhá. Đó, em có một số thanh là nó vẫn còn nguyên bọc như này. Giá 600k này, 77 cm này. Đó. Đây này, nó có số hiệu của nó đây này. Và cái thanh cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái thanh này. 60 này nhân 4 này, dài 60 cm nhân 4, giá 350k. Đó, đó là toàn bộ nam châm em giới thiệu trong ngày hôm nay nha các bác. Tiếp tục nha các bác. Đó, em vừa mới dọn nam châm xong này, bây giờ em lại quay tiếp này. Em về cái bộ bánh xe này nhá. Bộ bánh xe này vừa về chiều tối hôm qua này. Đó, của nó là Wellmaster này, mã của nó là WI1000 này. 600k cho một bộ bao gồm 4 chiếc nhá. Kích thước là 9,5 cm này. Tổng chiều cao của nó là 12 cm đến bánh nhá. Đó, các bác nhìn kỹ chưa, 12 cm. Đường kính bánh thì nó rơi vào khoảng độ 7 cm này, có thể hơn nhá. Và độ dày của bánh này là 3 cm này. Đó, giá 600k cho một bộ này. Tiếp theo này, em có một cái cây này. Hôm nay về được một cây duy nhất này. Đó, hàng này vừa về sáng nay nhá các bác. Đó, em quay lên luôn cho các bác. Em nó có một cái khớp này, nhưng cái khớp mới mất một nửa như này nha các bác. Đó, hàng có sao em bán vậy nha các bác. Giá 450k. Em quay về đây để em đo hành trình cho các bác luôn. Con này tổng chiều dài của nó em không đo cái bát nhé, là 23 cm này. 23 cm. Hành trình của nó được là 14,5 cm nhé. Hành trình của nó là được 14,5 cm. Bề ngang của nó chỗ rộng nhất này là 11 này. Đó, 11 nha các bác. Độ dày, cái chỗ dày nhất là cái chỗ này, là 4,5 cm này. Đó, và bây giờ em sẽ kẹp cho các bác cái trục trượt và cái vít me nhé. Đó, trục trượt thì rất là ngon này. Đó, trục trượt này là phi 16 nhé các bác. Trục trượt này là phi 16 này. Vít me này cũng là phi 16 luôn nhé các bác. Đó, trục trượt phi 16, vít me phi 16 rất là đẹp này. Hàng rất là đẹp, hàng này rất hiếm gặp nhưng mà không biết cái này thì các bác vào việc gì mà các bác săn rất là ghê nhé. Đó, bác nào nhanh tay thì được nhé, 450k cho con này. Đó, em có một con duy nhất thôi. Con tiếp theo cái con này. Đó, hôm qua em về một con, em về được hai con nhé. Trong đó là một con là không có cái này, không có cái bàn trên này, và một con này có một cái. Nên em về một con đầy đủ hơn là có hai cái luôn nhé các bác. Đầy đủ full, full phụ kiện như này luôn nhé các bác. Đó, cái này tinh chỉnh được nhé. Đó, do thời lượng video nó có hạn, đâm ra là em sẽ không đo, em sẽ không đo hành trình của cái con này đâu nhé các bác. Em chỉ đo tổng thể thôi, chỉ biết là cái này nó điều chỉnh được tỉnh tiến như này nhé các bác. Đó, cái này thì chỉnh được như này. Đó, ra vào ngang dọc hai bên như này nhé các bác. Đó, bằng hai con chỉnh độc lập với nhau nhé các bác. Đó, hai mình và có khóa hãm này, khóa hãm ở đây. Đó, khóa hãm ở đây, con này có khóa hãm ở đây. Riêng cái này thì không có khóa hãm như các bác. Đó, cái này không có khóa hãm. Đó, giá con này em bán 400k này. Đo kích thước bao ngoài nha các bác, 19 cm này. Bề ngang của nó là 8,5 cm này. Đó, và cái chỗ rộng nhất là cái chỗ này này. Em đo một chút đến đây để các bác tính không gian đặt máy này, 15 cm. Đó, 400k cho con này nha các bác. Giới thiệu qua cho các bác cái nguồn tổ ong này. Hôm qua em bán một ít rồi, hôm nay vẫn còn này. Đó, riêng con này em có nhiều nhá, 1-20 con gì đó. 400k này, con nguồn 24V 14A này. Hàng của ôm rôn nha các bác. Đó, cái con này này,
cũng 24V 14,6A này, 300k. Đó, công suất thì vẫn giống nhau, thậm chí còn cao nhỉnh hơn một tí, nhưng mà cái con này là của Miwell nhá. Đó, mặc định Miwell là thương hiệu kém hơn thì giá rẻ hơn này. Đó. Con này là 8,8A này, 24V 8,8A 250k này, cũng của Miwell này. Đó, cũng của Miwell này, sản xuất tại Trung Quốc. Và cái con này 8,4A này em có hai con này. Đó. Giá cũng 250k này, cũng của Miwell à. Đó. Ngoài ra bên em vẫn còn những cái trục trượt này. Những cái trục trượt này nhá các bác. Giá 200k một cây này. Đó, hôm nay có thể là em giảm giá một chút này, còn bác nào mua cả cặp này là giá 350k nhé, bớt cho các bác 50.000. 350k một cặp này. Đó. Bớt cho các bác 50.000 nhé. Một cặp này là 400k thì em bớt cho 50.000, còn 350k. Kích thước là 46 x 25 này. 90k một cây này nhỉ. Đó. Còn lô này, lô full inox nhé. Full inox từ trục trở đi nhỉ các bác. Đó, giá 100k một con. Và những cái trục này, những cái bộ khung trượt này nhá các bác. Em cái này thì em gọi là khung trượt này. Đó, 250k một cái này. Cái này 200k này. Đó. Cái này thì nó thiếu cái bát ở dưới này, thiếu cái đế ở dưới. Kích thước hình thức như nhau nhá các bác. Hôm nay em không đo. Hôm qua các bác xem lại video ngày hôm qua em đo rất kỹ. Con này giá 300k này, cũng thế này. Các bác xem lại video nhá. Xem lại video ngày hôm qua. Tại vì những cái hàng mà hôm qua em view rồi, hôm nay em sẽ không view kỹ. Và cái hàng kỹ hơn là hôm nay em về được hai con bơm này này. Nó em sẽ giới thiệu kỹ cho các bác này. Hai con bơm này nhá các bác, cho các bác xem thông số kỹ thuật trước này. Đó. Các bác đọc nhá. Nó đến từ cái thương hiệu Iwaki này. Magnet Pum này, Pum là bơm nhá các bác. Đó. Model của nó là MD100R này, các bác có thể check nhá. Lưu lượng của nó này, max là 120 cho đến 135 lít trên 1 phút này. Đó. Còn cái này là max hết, có nghĩa là chiều cao hay sao á, có thể đẩy cao được từ 8,6 cho đến 11,9 mét này. Đó. Chắc là em đoán chắc là đẩy cao đó. Các bác nếu mà có dành thì về chuyên ngành về bơm nhá. Đó. Con này thì có một cái đặc điểm là nó chạy điện 100V này các bác này. Đó, chạy điện 100V. Nếu mà điện tần số 50Hz, công suất của nó là 245W này. Và 60Hz thì là 365W. Đó. Speed của nó là 2600 cho đến 3800, 3180 vòng một phút. Đấy. Đó, đấy là thông số của nó nhé. Con này đây này, các bác này Tokyo, Japan luôn nhé. Sản xuất tại Nhật luôn nhé. Đó, con này em bán là 1.050.000 này. Bây giờ em đo kích thước cho các bác một chút này. Đó. Kích thước của nó nhé. Tổng chiều dài của nó này là 27cm này. 27,5cm này. Em đo đến cái thân bơm này thôi nhé các bác. Đo thân này này. Đó. Đường kính của nó này, đường kính như em đo chỗ cánh quạt này nhá các bác, là 12,5cm này. Con bơm này nó nặng đến tận hơn 8kg nha các bác. Đó. Bây giờ em cho các bác xem cái con này là nó bị, con này là nó nguyên bản này. Nó bị thiếu cái ống này, nó đo nó dễ hơn này. Nó cổ hút, cổ xả này của nó là 27 này. Lọt lòng đo bên ngoài này là cổ xả này là 27 nhá các bác. Đó. Đó, 27 này, lọt lòng của nó này, lọt lòng của nó bên trong là 20 nha các bác. Đó, lọt lòng của nó bên trong đã 20 rồi. Đó, chạy cực êm nha các bác. Nó chỉ có một điều là nó chạy điện 110 thôi. Đó, và bây giờ em sẽ test cho các bác xem nhé, nghe nó êm lắm. Loại này chạy siêu êm. Đó, em cắm điện này. Đây này, em có cái cục này cắm điện 110 này.
Đó, các bác nghe tiếng gì chưa? Đó, càng bịt vào đây nó càng im rồi. Đó. Đó. Tại vì cái loại bơm từ này theo em tìm hiểu là bơm lâu là nó không có nước là không tốt nhé. Tiếp tục này các bác. Bây giờ em cho các bác xem cái video em test nhé. Đây này, cái video em test này này các bác ạ. Video em test để em tìm nhé các bác. Đây này các bác này. Đó, video em test này. Đó. Đấy, các bác thấy chưa, em test nhé. Nó phụt rất là ghê. Đó. Cái ống to thế mà nó phụt kinh nhá, đầy chít một cái chậu này mà em vẫn đang xả vào nó hút vèo cái hết. Đây, em cho các bác xem lại này. Cái chậu nước đầy nha, nó hút chắc chưa đầy mấy phút, chưa đầy một nửa phút đã hết sạch này. Đó, các bác này, cái chậu nó tụt nhìn thấy này. Đó, các bác nhìn thấy cái chậu nó tụt kinh nhá, mà cái vòi em vẫn đang xả ra này. Đó. Em quay hai video liền này. Đây là một video này, cái video này nữa này. Con này thì mãi nó không lên nha các bác. Đó, nó không biết lý do gì. Cái này kiểu như nó phải mồi hay sao á. Ba video cơ các bác, đây này, video này cũng thế này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, nó hút kinh khủng. Đấy, nó hút thở chó này. Đấy, đấy, đấy. Đó. Hàng rất là khủng nha các bác. Xin nhắc lại, con này em bán với giá là 1.050.000 này, chạy điện 100V nha các bác. Em xin nhắc lại nhá, là các bác là nó chạy điện 100V nhá. Công suất hút của nó này là 120 cho đến 135 lít trên 1 phút nhá. Đó, cái chậu thau em quay cho các bác ấy, điện áp là 100V này. Nếu mà nó chạy ở cái tần số 50Hz của nó là 245W này. Tần số 60Hz của nó là 365W nhé các bác. Và nó có ghi những cái thông số ở đây này. Tốc độ quay của nó là từ 2.660 vòng cho đến 3.180 vòng một phút này. Nó sản xuất tại Nhật Bản này. Và nó có cái thông số nữa là Mach Heat này. Mach Heat là độ cao hay sao đó. Mach Heat này. Là 8.6 cho đến 11.9m này. Đó. Thương hiệu của nó là Iwaki này. Đó. Iwaki Magnet Pum rồi. Đó. Cái logo của nó là hình cái tam giác như thế này nha các bác. Một con bơm rất là đẹp nha các bác. Đó, các bác nhìn chưa, hai con này. Đó. Bơm này là bơm từ nha các bác. Đó, cái cánh cái loại này các bác bơm thì nó rất là vô tư, bởi vì nó không có phớt nhá, nó không liên quan gì đến cái bộ phận trong này nè, các bác không bao giờ lo hỏng phớt này. Bơm nước và bơm hóa chất là cực xịn nha các bác. Cái này chắc người ta dùng để bơm hóa chất là nhiều nhá. Bơm hóa chất hoặc là các loại chất lỏng mà nó có cái tính ăn mòn đó. Bởi vì cái bầu này của nó bằng nhựa này. Và cái cánh bơm của nó cũng bằng nhựa nhé. Đó. Lúc nào em có điều kiện em sẽ tháo con này ra cho các bác xem cái cánh của nó này. Đó. Đó là xong cái con bơm này nhá. Bác nào cần kiếm kỹ hơn thì các bác xem cái model của nó này. Model của nó là MDR100 nhé. À 100R nhé. Các bác check con này nó bán toàn mấy triệu một con này thôi nhá. 4-5 triệu một con bơm này. Hàng mới nhá các bác. Các bác cứ check đi. Các bác cứ check này. Ghi chữ Iwaki Magnet Boom này. Mã là MD-100R này nhá. Trước khi các bác đặt hàng các bác cứ check giúp em cái. Con này em nghĩ không dưới 4-5 triệu một con này đâu nhá. Em bán cho các bác là 1.050.000 này. Giá này là giá hàng đã qua sử dụng nhưng em bao các bác xài luôn nhá. Và một lần nữa em nhắc lại các bác là bơm này là bơm điện 100V nha các bác. Đó. Nó có một cái ưu điểm là con này là bơm điện 100V. Con này mà chạy điện 200V thì 220V thì em sẽ bán khoảng 1,5 triệu nha các bác. Đó. Nó chạy điện 100V thì nó sẽ kén người dùng hơn. Đó. Tiếp theo quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu cho các bác một ít lô này. Đó, lô này là lô hoàn toàn bằng inox nha các bác. Em sẽ về được hai loại. Một cái loại nó như thế này này các bác này. Đó. Cái loại này là 55,5 cm này. Phi này là phi 38 này.
P38 nhá. Cốt này là cốt 12 này, đây là cái trục, trục này là trục 12 này. Cái đầu của nó là nó hình này nhá các bác. Đó. Nó có cái nhựa này người ta bịt bịt cái vòng bi rồi không nhìn thấy. Và hai cái đầu tai này, nó có hai cái tai này luôn nhá các bác. Giá 150k. Đó. Con này nó có hai cái tai này, đâm ra bọn em mua nó đắt hơn nhá. Thế còn các bác mà thích độ chắc chắn thì lấy con này, nhưng mà phải về chế nhiều hơn này. Giá có 140k thôi, rẻ hơn được 10k, kích thước là 53,5 này. Phi 34 này. Đó, con này phi nhỏ hơn nhá. Trục cốt cũng là trục cốt 12 này. Đó. Trục cốt 12 này. Đó. Bi này là bi của cái hãng GMB hay GMS này. Đó, các bác chụp hình giúp em này. Nó là GME hay là GMS, GMS này. Mã bi của nó là 620 này. 202204 nhá, bi này là bi 204 6204. Đó, cái loại này thì nó dày hơn nhá các bác. Cái loại này thì cái vỏ inox này nó dày hơn này. Giá 140k, kích thước em ghi đây. Đó, hai đầu rất là đẹp nhá các bác. Đó. Giá 140k. Em bày mẫu ra đây thôi nhá. Cái này em có không biết bao nhiêu con nhưng mà chắc khoảng được độ chục con. Cái loại này thì ít hơn này. Loại này chắc được độ 5 6 con này. Loại này được khả năng được chục con này. Và những cái thanh nam châm điện loại siêu to khổng lồ này các bác này. Nó con này này, kích thước này. Giá tiền này 1.050.000. Cái dây của nó như kinh khủng khiếp nhá, dây của nó đây. Thế còn cái con giá 650k là con này. Cũng dài 40 cm này. Đó. Nhưng mà bản này là bản 7 phân nhá. Đó, hai con cao bằng nhau là 4 cm, nhưng con này là 7 phân, con này là 12 phân. Con này rẻ hơn này, 650k. Dây của nó cũng dây như này, toàn dây đồng mạ bạc thôi nhá các bác, dây rất là chất lượng. Và cuối cùng là cái con này giá 450k này, bản này là bản 6 phân. Đó, dài 32 cm, con này ngắn hơn nhá. Mà hàng này là hàng của Mitsubishi này. Đó, riêng con này là hàng của Mitsubishi. Đó. Con này là giá 450k. Đó. Và những cái con nhỏ nhỏ này bên em vẫn còn rất là nhiều nha các bác. Nó giá 150k này. Đó. Con này nhá, riêng con này cấp điện 12V vào cho nó nhá. Bề mặt phẳng vẫn nhấc được tầm cỡ 40 cân bình thường nhá. Em chưa tính những con này thì không test được nó xem nó nhấc được bao nhiêu. Rất là khủng. Đó. Và tiếp theo này. Con nào bán rồi nhé? Hai con này á. Hai con này em bán rồi nhé các bác. Đó, em không quay nữa. Em quay cái con này. Đó, cái con này này, em có một con tủ nhựa này. Kích thước của nó là 62 x 40 x 23,5 nhá. Có nghĩa là cái chiều này là 62 cm này. Chiều này là 40 này. Và chiều này là 23,5 này. Đó, con tủ nhựa nhá. Hình thức của nó thì là nó có hai cái cài này để đồ hay để gì thì em không biết, người ta dán vào đây. Bên này một cái. Bên này một cái nhưng mà nó ở mãi dưới này. Nó ở mãi dưới. Đó. Và cái con này một cái điều đặc biệt của nó là bản lề của nó là bản lề bằng inox nha các bác. Đó, bản lề bằng inox rất chắc chắn mà tận ba cái bản lề luôn, do cái tủ nó to đó, người ta thiết kế tận ba cái bản lề. Bên trong này là trong veo này. Đó, các bác có bắt thiết bị điện vào đây nhá, các bác nhìn thấy luôn nhá các bác. Và đặc biệt cái này nó có cái khóa rất là hay này, cái bản lề bên này nhá. Khi các bác cứ như là các bác bẩy là nó không ra đâu nhá, các bác phải bấm vào đây. Bấm vào hồi bẩy nó mới ra nhá. Đây em đây này. Bấm vào này, tay em bấm này. Đó. Đấy thì nó mới ra nhá. Còn bình thường là nó không ra được đâu. Đó, bình thường như này các bác bẩy thoải mái nó không ra nhá. Các bác phải ấn vào. Ấn cái lẫy ở dưới này nhá các bác. Ấn cái lẫy ở dưới này bẩy nó mới ra này. Đó. À, nó có cái cơ cấu khóa đây nữa các bác nhìn thấy chưa? Nó sẽ móc vào cái lẫy này. Đó, cái cơ cấu khóa này nó sẽ móc vào cái lẫy này, các bác ấn này nó mới tụt ra được. Đó, em làm lại một lần nữa cho các bác nhìn này. Đó. Như này bấm thoải mái không ra nhá, ấn vào này. Ấn vào này bẩy ra này. Đó, nó mới ra nhá các bác. Rất là chắc chắn. Và cái khóa này tuy nó rất đơn giản nhưng mà người không biết thì cái tay máy không mở nổi đâu nhá các bác. Đó, nó có ba cái khóa luôn, ba cái này, nó đảm bảo độ chắc chắn cho các bác nhá. Đó, ba cái liền, rất là chắc chắn.
Và cái tủ này em bán giá 600k nhé các bác, 600k cho cái tủ này. Đó, về mặt trước này là kính trong nhìn rất là đẹp. Cái tủ thứ hai mình giới thiệu đến cho các bác là một cái con khủng long bạo chúa này. Ý em sao em nói khủng long bạo chúa, bởi vì là nó là một cái con nặng đến 17,5 kg bằng inox nhé các bác. Bây giờ em mở ra cho các bác xem này. Đó, ôi bà xã nhà em dán băng dính đây cho mình không mở được. Bây giờ em bóc băng dính ra mới dở mở được nha các bác. Và các bác đợi em một chút này, để em kê nó lên cho các bác xem nhé. Đó, đó các bác nhìn thấy chưa. Bây giờ em lật nó lên nhé, em lật ngửa lên thì để cho các bác xem nó rõ hơn nhé, nó có đủ ánh sáng này cho các bác nhòm. Đó, một là nó rất là sâu này, rất là sâu nhá các bác, và cái lợi của nó rất là dày này các bác nhìn nhá, nó dày rất là dày nhá. Lấy cho anh cái thước kẹp đây, anh kẹp nhá, nó dày mấy ly. Đó, tủ này là người ta dập nguyên khối nhá, xong người ta chắc là em đoán người ta dập nguyên khối xong người ta hàn lại các góc này này, rất là đẹp. Bên dưới gậm của nó là có bốn cái chân trống, bốn cái chân này. Đó, các bác có thể là trống hoặc treo đều được nhá. Bây giờ em sẽ kẹp cho các bác xem độ dày này. Rồi, con này nó rất là dày nhá các bác. Nó dày gần 2,4 ly này, rất là dày nhá. Đâm ra nó rất là nặng. Đó, 2,39 ly này. Đó, rất là dày. Và cũng thông báo luôn với các bác, con này nó có cái lỗi này. Là cái miếng nhựa này nó bị vỡ cái góc này rồi nhá. Đó, do quá trình máy móc người ta phá là nó bị vỡ rồi. Là cái thứ nhất. Đó, nó bị vỡ tí góc này. Về các bác gắn keo lại một tí này, nhả một tí silicone vào đây là nó im nhá. Nếu mà để như này các bác nhìn kỹ rồi mới thấy nhá, nó nứt một tí góc này. Đó. Và cái khóa này nó đã bị mất thìa nhá, nhưng mà cái khóa này thì nó không quan trọng. Cái loại khóa này các bác kiếm rất là dễ này. Nó hoặc là các bác hàn cái là được nhá các bác. Đó. Và hai bên này nó có hai cái tai này để cho các bác treo này. Nó bên này có này. Bốn cái tai liền nhá các bác. Bốn cái tai liền. Đó, hai bên hai cái. Và các bác để đứng thì các bác để cái này xuống này. Nó, và cuối cùng là em ghi kích thước này. 48 x 44 x 41 nhá. Cái tủ này gần như là một cái hộp vuông luôn. Một chiều 48, một chiều 44, một chiều 41 này. Đưa cho anh kích thước. Đó. Để em đo cho các bác xem cái chiều nào là chiều 48 này. Chiều này là chiều 48 này các bác này. Chiều này là chiều 44 này. Và chiều này là chiều 41 này. Đó, chiều này là chiều 41 này. Đó, nhắc lại nặng 117,5 kg này, giá 1 triệu 2 nhá các bác. Giá 1 triệu 2. Và cái tủ cuối cùng em giới thiệu đến cho các bác là cái tủ này. Đó, cái tủ này kích thước em ghi đây, cái tủ này bằng thép nhá, nhưng mà sơn rất là đẹp, sơn một lại dạng sơn sần rất là đẹp nhá các bác. Đó, kích thước là 49,5 x 49,5 này, vuông luôn nhá. Đó, và độ dày này, độ sâu này, độ sâu là 21,1 cm này, giá 550k cho cái tủ này nhá. Nguyên bản của nó đằng trước này nó có một cái quạt hút vào một cái toa thổi ra nhưng người ta tháo mất rồi nhá. Đây nó chỉ còn hai cái vỏ nhựa thôi. Đó, hai cái vỏ nhựa như này. Tủ này có gioăng cao su uẩn hoi nhá, có hai cái khóa này nhưng mà cũng ở tình trạng bị mất thìa nhá. Cái thìa này thì các bác về, một là các bác kiếm cái thìa này nó cũng dễ kiếm là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bác không kiếm thì các bác cho cái tô vít vào đây các bác xoáy cái đều được nhá. Đó, nó chả có cái gì cả. Đó. Các bác cho cái tô vít vào, cái tô vít hai cạnh vào đây các bác xoáy là được nhá. Đó, hoặc là cái miếng sắt nào nó dày dày một tí là nó vào cái khe này là các bác xoáy là được. Đó, nó cũng rất là tiện. Và cái tủ này thì ở bên dưới gậm này nó có một khoen một cái lỗ như này này các bác này. Đó. Rất là dày, cái tủ này rất là chắc chắn này. Cái tủ này nặng gần 12 kg nhé các bác. Đó, gần 12 kg. Rất là đẹp. Và cái tủ này này, giá này là 550k nhá. Nó có cái chữ đây này, em chả hiểu người ta dán vào đây để làm gì. Và bên trong quần của nó này, bên trong của nó em cho các bác xem cái chỗ này, cái tem của nó dán này. Đó, tem này là tem không phải tay em dán này nhá, nó do hãng người ta sản xuất ra cái tủ này người ta dán đó các bác.
Đó, đây này, hai cái lỗ để đựng quạt này. Đó, một cái hút vào là cái này là nó có lọc màng lọc này, cái này là cái thổi ra này. Đó, để làm mát thiết bị ở trong này, trong này bắt cái gì thì người ta tháo đi hết rồi. Em chả thấy cái gì cả, em mua cái tủ không này nhé. Gioăng cao su này, đậy rất là im. Đó, rất là đẹp nhé. Có cái logo cảnh báo này, màu vàng dán đây rất là đẹp này. Giá em nhắc lại này, 500k, kích thước em ghi đây rồi, 550k. Đó là cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác rồi. Và video của em hôm nay đến đây là hết rồi. Các bác mua hàng thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên góc trái đây nhé. Đó, để trên góc trái đó, các bác chốt hàng liên hệ với em qua số đấy nhé. Đừng gọi số cũ của em cầm máy đi nhé. Khi mà không chốt được kịp cho các bác, bởi vì cái đấy em cầm đi âm rất khi em ít nghe. Và cái số ở trên góc trái này là bà xã em ở nhà mà trực máy chốt hàng cho các bác nhé. Đó là cái điều em muốn chia sẻ cho các bác. Và cuối cùng là em chúc các bác xem video vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.